Xin chào các bạn đang cùng theo dõi kênh YouTube của Cán Chris. Với những cái bạn khán giả đang xem ở đây thì chắc chắn rằng hầu hết các bạn sẽ nghĩ là một cầu thủ nghiệp dư, chúng ta chỉ là dân chơi nghiệp dư thôi thì cần gì phải chuẩn bị cho một trận giao hữu, thậm chí đá giải các bạn cũng không chuẩn bị gì kỹ luôn. Ngày hôm nay Cán Chris sẽ chia sẻ tới các bạn rất là nhiều những cái điều bổ ích liên quan tới bóng đá. Nếu mà chúng ta có một sự chuẩn bị kỹ, ngay cả là một cái trận đấu thông thường bình thường thôi, thì chúng ta sẽ tập được một cái thói quen rất là chuyên nghiệp. Và vì thế cái màn trình diễn của chúng ta trên sân nó sẽ được cải thiện hơn đáng kể, đồng thời giảm thiểu đi rất nhiều những nguy cơ về chấn thương. Đó, rất là nhiều thứ ngày hôm nay Cán Chris sẽ chia sẻ cho các bạn, rất nhiều điều bổ ích luôn. Nhưng mà trước hết thì xin phép 30 giây dành cho quảng cáo. Ở đây bao nhiêu bạn đang sử dụng bàn chải đánh răng điện? Mình thì mới dùng xong nghiện luôn. Và sản phẩm mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó là dòng X5 của Emtiv. Trước khi kể những thứ hay ho về người bạn này thì mình nói luôn, xài bàn chải điện trông ngầu đét. Thêm nữa, theo nghiên cứu khoa học, bàn chải điện có thể làm sạch hơn 11% so với thông thường. Có 3 chế độ, dung nhẹ cho lần đầu làm chuyện ấy, dung làm sạch và chế độ cuối cùng là làm trắng răng. Hãy làm phép thử so sánh. Bạn trà răng mỗi phút được bao nhiêu lần? Trong khi đó với tần số dung của mình, Emtiv X5 Series sẽ tạo ra tác động lên răng bạn tới 30.000 lần trong khoảng thời gian 60 giây. Vậy là đủ thấy sự khác biệt về công việc làm sạch răng rồi chứ. Thêm vào đó, hộp sản phẩm được thiết kế bắt mắt, có thể làm quà tặng cho bạn bè. Pin sạc một lần dùng tới 90 ngày. Đặc biệt, Emtiv cam kết bảo hành 2 năm và nếu mua sử dụng bạn không thích trong vòng 30 ngày, hãng sẽ trả lại tiền cho bạn. Ngay bây giờ, Emtiv đang có chương trình đặc biệt với số lượng có hạn. Ấn vào link trong phần mô tả đặt mua và khán giả của Cán Chris sẽ được giảm ngay 20%. Hãy nhớ, đây không chỉ là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bạn mà còn là một món quà hoàn hảo để bạn chứng tỏ sự chu đáo, tinh tế với người thân. Nào, trở lại với phần chia sẻ kiến thức. Đầu tiên này, hãy ra sân sớm trước giờ bóng lăn 30 phút để có thời gian khởi động. Quy trình warm up của mình như sau. Đầu tiên là xoa dầu vào chân để làm nóng cơ. Bạn có thể ra hiệu thuốc mua tuýp Salonpas hoặc cái loại dầu của Nhật gì ấy. Mình thì được một ông anh cho lọ cao từ bên Thái, dùng thích phết. Nói chung là loại nào cũng được, miễn sao xoa vào nó thấy nóng. Cơ mà đừng bôi dầu gió nhá. Xoa bóp đều khắp chân, đặc biệt là vùng đùi sau. Vùng đó do chúng ta ít tập bổ trợ nên rất dễ bị căng. Xoa thêm cả lưng nữa nhá. Nếu xoa bóp mỏi tay quá và không đủ tác động thì mình khuyên các bạn sắm thêm quả súng massage này, dùng bao phê luôn. Rồi xoa bóp làm nóng xong thì mình sẽ lăn cơ bằng gai cao su. Con lăn này lúc đầu dùng thì đau lắm, nhưng dần dà quen cảm giác đâm lại nghiện, giống như quả bàn chải mình quảng cáo ấy. Lúc đầu cho vào miệng nhột vãi luôn, thế mà giờ ngày không cho vào mồm vài lần thì nhớ nhớ. Dặn thêm này, lăn thì đặt ống gai dưới bắp chân, đùi sau, đùi trước, mông, háng. Lăn qua lăn lại nhiều lần vào, cho nó mềm cơ ra. Phần lưng thì nhớ là chỉ đặt ở lưng trên, phía dưới vai thôi. Đừng có mà lăn cột sống, kẻo là thoát vị sớm đấy. Cố chịu đau nhá, như vậy thì cơ mới mềm, tan cục và không bị căng. Rồi bây giờ đi giày vào và vận động. Nhiều bạn hay có thói quen ra sân cái cầm bóng suốt bù bụp. Đừng nhá, thế là dễ hỏng chân lắm. Cơ thể mình phải làm quen dần dần với cường độ vận động mới an toàn. Đầu tiên hãy làm nóng tại chỗ với những bài cơ bản xoay khớp. Sau đó chạy nhẹ, rồi tăng tốc dần lên. Xong xuôi thì căng cơ thả lỏng. Làm căng vùng nào thì nhớ đếm 12 giây rồi hãng đổi, đừng làm vội quá không hiệu quả đâu.
Rồi xong xuôi, vậy là bạn đã sẵn sàng chơi bóng. Còn thời gian thì hãy tổ chức đá ma. Bài này vừa giúp các bạn làm quen bóng và nhịp độ phối hợp nhanh, vừa làm tăng bầu không khí sôi nổi của cả đội. Rất là thú vị đấy. Như vậy là xong phần khởi động rồi. Hôm nay FC Tơ Rông đá với FC Hương Khê. Đối cũng khá khỏe, nhưng mà Tơ Rông hôm nay tăng cường mấy anh bạn bên Trà Family nên không ngại lắm. Các bạn có nhận ra hay không? Một trong những kèo trái hay nhất phủ hiện nay. Còn đây là Sơn Móm, một tiền đạo cũng khét lẹt luôn. Trước khi bắt đầu trận đấu thì cũng dặn trước để các bạn lượng thứ. Hôm nay mình quyết định đổi góc quay cận hơn để theo dõi rõ đường bóng và quay bằng máy ảnh. Thành ra cảm nhận toàn cảnh sẽ không tốt bằng góc rộng. Thôi thì thi thoảng đổi món tí cho nó mới mẻ nhá. Vlog sau lại góc rộng trên cao rồi phân tích. Nếu bạn chơi như một cầu thủ chia bài thì đầu tiên hãy lùi sâu, điều tiết nhịp độ, nhận nhiều bóng nhưng cũng phân phối đi nhanh, dần dần tạo thói quen cho các đồng đội chơi bóng ít chạm và di chuyển đều. Lối chơi này khiến đối thủ khó lòng quây giáp, đồng thời tạo ra các khoảng trống để tấn công. Tơ Rông bao giờ cũng vậy, những phút đầu chơi khá lỏng lẻo và đối phương đã tận dụng ghi bàn. Phải nói rằng đối ngày hôm nay đá rất ổn luôn. Nhưng đối càng mạnh thì chúng mình càng thích vì được bung hết sức mình để chơi. Hơi cao ngạo nhưng đó là sự thật. Với dàn tinh binh chơi khắp các sới phủ cả nước như là Sơn Móm Cán Chris Tuấn Anh Junior thì những trận bóng giao hữu như thế này thường là không gặp quá nhiều trở ngại. Nào giờ đến với màn trình diễn của ngôi sao sáng nhất trận, Tuấn Anh Junior. Thằng này nó có một cái skill xỏ háng cực kỳ dị. Ví dụ pha này, nó có thể dễ dàng nhìn khoảng không giữa hai chân để truyền. Không phải hên xui đâu, lần nào đi đá với nó mình cũng chứng kiến vài ba quả như vậy. Có một tập ngôi sao ăn phủi trên kênh Cán Chris, mình làm về Tuấn Anh Junior, từ tài năng bóng đá lò Việt Theo tới ngôi sao bóng đá phủi. Hãy xem để hiểu hơn về cậu chàng này nhé. Còn bây giờ đến với pha bóng thứ hai và cùng mình phân tích sự độc đáo của nó. Theo các bạn, quả này là rùa hay là có chủ đích của Tuấn Anh? Làm thế nào nó có thể chạm nhẹ nhàng để bóng đi qua háng đối thủ như vậy nhỉ? Quả thực theo mình nghĩ 30% là hên thôi. Nhưng tất nhiên 70% đó là sự tinh tế của anh chàng kèo trái siêu dị này. Và nếu bạn còn nghi ngờ về đẳng cấp của Tuấn Anh, hãy xem highlight sau đây. Cảm giác như mỗi lần tiền vệ quê Hải Dương nhấc chân sút là có bàn thắng vậy. Trận này, Tuấn Anh lập hẳn cú poker. Quên mất, ngày hôm nay còn có một ngôi sao nữa. Chắc là khán giả trên kênh Cán Chris cũng quen mặt rồi và lâu không thấy. Quang Anh Costa. Từ hồi lấy vợ cái, thân hình ngon lành hơn hẳn. Chân vẫn khéo, nhưng ít đi đá nên là cảm giác chưa tốt lắm. Cán Chris thì đang bị chấn thương gân khoeo,
nên cũng không thể vẽ vời phục vụ anh em hôm nay được. Rồi hết hiệp 1, thêm một điều nữa mình chia sẻ này. Khi chơi bóng chúng ta ra nhiều mồ hôi, đó là nước và muối trong cơ thể bị mất đi. Vì thế chỉ uống nước lọc không sẽ không bù lại được phần năng lượng vừa mất. Mình thì có một loại nước khá đủ chất của hãng Nutrabio mang tên là Intra Plus. Còn không thì các bạn có thể uống những loại nước bù điện giải như là Pocari, Revive hay thậm chí là Orezone pha vào nước cũng được. Nhớ nạp để giảm nguy cơ co thắt cơ và chuột rút nha. Sang hiệp 2 mình bỏ lỡ vài quả và ghi được một bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng hình như là chênh 2 quả thì phải. Sau trận đấu, nhớ căng lại cơ để chúng trở lại trạng thái thư giãn nhất. Nếu mà tốt nhất ấy, các bạn nên sử dụng whey để nạp bổ sung thêm đạm ngay lập tức nha. Lưu ý hạn chế tối đa nha việc uống bia rượu sau khi vận động. Tất cả mấy cái đồ mà mình giới thiệu trong vlog ngày hôm nay, bạn nào thực sự quan tâm thì inbox mình tư vấn cho. À quên, nhớ đặt mua bàn chải điện nhá. Rồi, đó thưa các bạn, trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc với một cái tỷ số rất là đẹp và rất nhiều những pha bóng hay đúng không? Cá nhân mình nghĩ như này, khi mà đã trở thành một người tạm gọi nổi tiếng, có nhiều người theo dõi, có nhiều tương tác, rồi ra đường nhiều người nhận ra, thì bản thân mình luôn luôn suy nghĩ rằng là phải làm gương, thực ra là làm một cái hình mẫu, nhưng nó nghiêm túc một tí, chỉn chu một tí để mọi người còn học theo, mọi người còn nhất là giới trẻ bây giờ, họ không có được những cái sự chỉ bảo hay là hướng dẫn tận tình. Rất nhiều người thì đá tốt, được vào các đội bóng phủ có huấn luyện viên hướng dẫn, nhưng đại đa số là các bạn chơi phong trào và không có người chỉ dạy cho là nên làm như thế nào. Thì mình hy vọng rằng những cái việc mình làm, những cái thứ mà mình nói ở đây, nó sẽ giúp các bạn thực sự là suy nghĩ nghiêm túc về cái công việc đá bóng này. Đá bóng nó là trò chơi thôi, nhưng muốn chơi được nó một cách thật là thú vị, thật là vui thì chúng ta phải thật sự là nghiêm túc, đầu tư bài bản vào kỹ năng, vào dinh dưỡng, vào chiến thuật, vào tinh thần với đồng đội nữa. Rất nhiều yếu tố để chúng ta có thể đá bóng tốt được. Dần dần các bạn cứ theo dõi kênh Cán Chris và mình sẽ chia sẻ nhé. Còn video clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo.